Này nữa chung kết đó này. Đánh vòng loại ở vòng tròn mà chung kết gì? Vòng tròn mà chung kết gì? Ở chấm hội. Tròn nãy giờ chưa vậy luôn. Vậy là nữ chưa vậy luôn. Quánh hoài vậy thôi. Hoài gì quánh đủ rồi xong. Đội quánh 3 trận. Ủa rồi sao biết chứ gì thì? Mình phải coi điểm nào thắng nhiều. Vậy là quánh vòng tròn nào điểm nhiều. Nào thắng trận thắng ta tính trận thắng trước. Ví dụ như điều 3 thắng 3 trận thắng thì cao hơn 2 trận thắng. Mà nếu đồng trận thắng thì mình tính điểm. Là nữ quánh không có vô chung kết chúng mình. Thôi. Quá rắc thì điểm quá rắc. Cầu tiếng. Tài đó chắc không biết cuối được. Cái gì mà nói vậy nghe được. Coi vậy không ngồi sát vô trong không? Sát trong dính à. Dính luôn ở đây. Dính nguyên người em luôn hả? Sao kia kiếm luôn. Chút cái cây kìa. Rồi. Ơi không. Xin vô trong không? Cho mượn dao với người à. Đè có gì tôi chịu. Bóng mày. Chết luôn. Hết gái hả. Giờ nghe là nhắn cái như mà mua mùi muối mà pha nhắn cái vậy luôn á. Như giấm á. Đó mày nhắn sao á. Mắm tôm á. Đó xong cái lớp đó ở đâu mày không nghe mùi. Bị diêm tròn thứ đó là hết không đáng nhảm rồi diêm tròn diêm chó gì tệ hết hay quá ui dạ bảo vệ điện thoại giá chín cho tiểu nhà bảo vệ điện thoại à mảnh bao cái lai gì bị giật luôn nha. Mười sáu trên
11, 6, cây sinh nhân. Nó nói chuyện sạc cái kêu chơi kì trời. Máu giờ. Bà nói này. Bán ngào vậy có để cái chìa xe tôi không? Không biết. Ta coi. Chỗ kia đập. Tao cho. Điện nó lên. Buộc nó phải chạy lên rồi. Tao qua giờ cái tao rồi. Có chung trình mà tao kẹt. Trời ơi chạy đẩy ra ngoài đúng như mình nó chạy về có đâu. Do không kiếm tự xe luôn đúng như bình đây chạy vòng 14, 6 xe bốt cuốn hào là gì túng 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 15, 6 đủ điểm kết thúc xe đấu thứ nhất đội 5 anh em siêu nhân thắng. Thế thứ hai chủ nhà khác. Pha bốn người 1-0 cho sinh nhân. Bài hỏi xong xe này lấy ba gác kiên xuống. Bóng ngoài 1 đều cho chủ nhà. Cầm tay như chuyện đọc. Bóng ngoài 2-1 cho nhân. Đó là 4 giờ rồi, 4 giờ đúng rồi xong. Ngủ rồi. Ngủ ngoài hả đâu? Có ngoài 3-1 cho mày chọi tao chứ ai đúng rồi. Ngồi đó chọi mà. Mày có chỗ nào mi nào biết ngồi gì. Quanh đi má. Anh đi mấy giờ nói em? Tùy ý của anh xem bạn đâu có ai tôi biết cái tính bạn tính bạn khiêm tốn không có trên hơn 100.000 không lấy đúng trên 200 mới lấy không lấy cái mở vậy quà cáp hoài tầm này vẫn biết ưu tư vui vào hai tám cho đội chủ nhà.
cúp kinh ơi. Không mấy tôi đưa bằng cái vũ ống tay mình vũ ấy, bằng vũ cái lỗ tường nhà bạn ơi. Cho nên danh. Danh. Không có. Đi cho nó cái vũ ống tay này cho vũ cái lỗ tường là cái silicone trong bếp trên tám này cũng vừa. Đúng không danh được không? Vũ cho anh tròn là để anh sóc, để anh xước. Cảm ơn số 48 cho đội chủ nhà. Mày quánh xong tới 4 giờ xong rồi đi. Thôi giờ chuyện đói. Thì chắc cũng 4 giờ mới xong được chứ. Giờ 2 rưỡi đâu. Chính năm cho siêu nhân. Cái lò gì đây? Siêu nhân nhất rồi. Cái này đi ăn chơi. Lục hơn đạt. Sáu chín cho chủ nhà. Nhận nắng mà bệnh nhiều quá sốc. Kho băng tốt 7-9 cho chủ nhà. Cần má ơi. Mười một bảy. Nghe các bạn điểm nè. 12-7. Rồi nói dốc rồi Nhật ơi Nhật. 8-13 cho chủ nhà. Đội gì mới nam mới loại có đội mà. Đội Dương Châu gọi. 14. Ăn mà. Số lấy số. Quánh đây có tương lai. Giờ đi bán quét. Đội đẹp kết thúc. Đội 5 anh em siêu nhân giành chiến thắng.